Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có về ít cây kềm mỏ két chuyên dụng để bấm dây kẽm dùng cho anh em bonsai. Những cây kềm mỏ két này thì nó là hàng Nhật bãi, còn mới 100% chưa sử dụng. Những cây này thì nó hàng lưu kho còn mới luôn, chưa xài nha anh em. Còn nguyên lớp keo này, lớp keo phủ bảo vệ nó còn hết, chưa xài. Nó thuộc thương hiệu F X của Nhật đây, thép rèn thủ công, đầu lưỡi thép rèn á, cái này là cây thép rèn, khá là dày, rất là to. Cây kềm két này cầm nó chắc lắm, nó dài 16 cm, nó dài 16 cm, cầm rất là vừa tay. Thép rèn của nó làm cái cán của nó cầm thấy đã. Cái này thì anh em bấm dây nhôm, dây đồng dùng cho đỡ uốn cây bonsai này, bấm rất là sát mí. Nó thiết kế của nó thì bấm sát mí cho anh em không có đỡ vướng mấy cái ba vía đồ ra đâu, cầm bấm rất là sướng tay. Hàng của Nhật tồn kho còn mới 100%. Cái cây kềm mỏ két này thì mình bán với giá là 200.000 cộng ship một cây. 200.000 cộng ship một cây. Anh em có thể dùng để nhổ đinh cũng được, anh em thợ mộc xài nó cũng hay xài nó để dùng để nhổ đinh chỉ, đinh năm, đinh đồ đó. Anh em nhổ vẫn vô ok, bấm vào gỗ nhổ đinh. Thì công dụng của nó thì cũng có như vậy thôi. Nó thì nó mở ra cũng không được lớn đâu, thì nó dùng nó mở ra khoảng 6-7 phân, khoảng 6-7 ly, 6 ly. Nó mở ra được 6 ly thì anh em dùng được các dây nhôm hoặc là nhổ lên năm rồi đó, anh em cạp vào, đây là gọi kìm mỏ két. Mình bán với giá là 200.000 cộng ship một cây. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em đặt hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình để dưới phần mô tả. Anh em muốn chi tiết hơn thì cứ nhắn tin qua Zalo, Facebook gì đó, và số điện thoại mình để dưới đó, thì anh em lấy hình ảnh chi tiết về cái món đồ hơn, hoặc cần tư vấn gì rõ hơn cứ liên hệ cho mình. 200 ngàn cộng ship một cây như thế này, hàng mới chưa sử dụng, nội địa Nhật. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.